Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin 247 của Trường Đại học Tài chính Marketing. Thưa quý vị, năm 2015 đã khép lại với 365 ngày tần tảo vất vả, với những kế hoạch, chương trình mang nhiều ý nghĩa thiết thực và những thay đổi mang tính chiến lược trong quá trình phát triển của Trường Đại học Tài chính Marketing. Một năm vừa qua, nhà trường đã có nhiều sự thay đổi, từ đội ngũ nhân sự chủ chốt đến các chương trình hành động mang tính đột phá, và chúng ta đã gặt hái được những thành công bước đầu. Và trong những thời khắc đầu tiên của năm mới 2016 này, chúng tôi mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi lại 10 sự kiện nổi bật đã diễn ra tại Trường Đại học Tài chính Marketing trong năm 2015. Ngày 9 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Marketing cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân hiện đang là đại biểu Quốc hội và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính Marketing nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân tiếp tục đắc cử Bí thư Đảng bộ nhà trường. Bên cạnh đó, vào ngày 9 tháng 4, lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đổi mới thí điểm cơ chế hoạt động của nhà trường đã được diễn ra với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ngoài ra, ngày 24 tháng 8 tại TP.HCM, Bộ Tài chính cũng đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính Marketing nhiệm kỳ 2015-2020. Hội đồng trường gồm có 15 thành viên do ông Nguyễn Viết Lợi, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng. Năm 2015, các trường đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước đau đầu với những thay đổi chóng mặt trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nội dung và chuyên nghiệp trong các chương trình hoạt động đã giúp nhà trường đón đầu những thách thức khó khăn, hoàn thành xuất sắc công tác tuyển sinh với 2.621 thí sinh trúng tuyển. Chương trình nổi bật có thể kể đến là trường đại học đầu tiên áp dụng thành công mô hình tư vấn trực tuyến truyền hình online trực tiếp từ trường quay riêng của nhà trường. Trong năm qua, nhà trường đã đẩy mạnh việc ký kết hợp tác cùng các đơn vị giáo dục, các cơ quan doanh nghiệp trong nước và quốc tế nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học hỏi các phương pháp tiên tiến của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới, cũng như hỗ trợ sinh viên trải nghiệm thực tế từ doanh nghiệp, đặc biệt nhằm tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các bạn sinh viên, mang đến nhiều cơ hội được học tập ở nước ngoài. Nhà trường cũng đã và đang tìm kiếm đối tác uy tín tại nhiều quốc gia có hệ thống giáo dục phát triển trên thế giới như Đại học Lincoln, Đại học Newcastle, Đại học Westminster, giúp các em có thể chuyển tiếp được kết quả học tập tại Việt Nam sang các nước khác để tiếp tục quá trình học tập của mình một cách thuận lợi nhất. Năm 2015 có thể nói là năm có nhiều buổi hội thảo nhất được tổ chức tại Đại học Tài chính Marketing. Từ các buổi hội thảo chuyên môn tác động sâu rộng đến hoạt động của nhà trường như đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, cơ hội và thách thức đối với ngành tài chính Việt Nam trước thềm AAC, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Ngoài ra, nhà trường cũng đã liên kết phối hợp với nhiều doanh nghiệp, công ty tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề nhằm hỗ trợ đồng hành cùng các bạn sinh viên trong công tác xây dựng hình ảnh thương hiệu của bản thân thông qua những giá trị cơ bản nhất và từ đó tạo nên những giá trị cốt lõi giúp các bạn tạo được ấn tượng với đơn vị tuyển dụng. Đồng thời, chương trình còn là một cầu nối hữu hiệu để hai bên cùng lắng nghe, thấu hiểu và đi tới thành công. Ngày hội việc làm Job Fair UFM năm 2015 được tổ chức vào ngày 20 tháng 6 vừa qua đã mang đến hơn 5.200 vị trí việc làm cùng với sự tham gia của 76 doanh nghiệp. Ngày hội việc làm là cầu nối để giới thiệu đến các doanh nghiệp, công ty những sinh viên năng động, sáng tạo, có kỹ năng và chuyên môn tốt, đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng của đơn vị. Bên cạnh đó, Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ Doanh nghiệp đã cùng liên kết với các công ty doanh nghiệp hỗ trợ công tác thực tập tốt nghiệp, việc làm thêm Tết, việc làm thêm hè cho các bạn sinh viên của nhà trường. Đặc biệt, sinh viên UFM trong năm 2015 cũng nhận được rất nhiều phần học bổng hỗ trợ từ phía các doanh nghiệp như học bổng Sacombank, Đạm Phú Mỹ, Tập đoàn Lotte, SCIC. Tham quan trực tiếp tại doanh nghiệp là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút hơn 1.000 lượt sinh viên tham gia. Đây là một trong những hoạt động góp phần nâng cao giá trị của sinh viên, giúp sinh viên UFM tự tin cạnh tranh trong tiến trình Việt Nam tham gia vào Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP, Cộng đồng Kinh tế ASEAN, AEC. Trong thời gian qua, sinh viên UFM cũng đã đến với các ngân hàng như Ngân hàng Sacombank, Đông Á Bank, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTS, HSC, Bảo Việt, Bảo hiểm Manulife, Khách sạn Intercontinental Asiana Sài Gòn, Lotte Legend Sài Gòn, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tân Việt Nhật, Việt Thành Công, Công ty Phần mềm Bravo, Fast. Năm 2015 là một năm thành công của thương hiệu UFM trên các đấu trường học thuật, các sân chơi văn hóa, thể dục thể thao khi lần lượt nhận được các giải cao tại cuộc thi Olympic Toán Quốc tế, vô địch giải bóng đá sinh viên toàn thành, giải Á quân cuộc thi tuổi 20H toàn quốc do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức, thống trị các giải thưởng cao của Liên hoan phim sinh viên toàn thành năm 2015, Thủ lĩnh sinh viên toàn thành hay Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.
tất cả đã chứng tỏ sinh viên trường Đại học Tài chính Marketing không chỉ xuất sắc trong học tập mà còn rất tài năng, thể hiện được sự năng động, sáng tạo trong các hoạt động phong trào. Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức Ngày hội thiếu nhi 1 tháng 6, dạ vũ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, giải bơi lội, hội thi nấu ăn là những hoạt động tiêu biểu của Công đoàn trường Đại học Tài chính Marketing trong năm vừa qua. Đa dạng, sôi động, hấp dẫn là những gì có thể nói về các chương trình được tổ chức với sự tham gia đông đảo của các công đoàn viên. Ngoài ra, với mục tiêu chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, Công đoàn nhà trường đã kịp thời hỗ trợ các công đoàn viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đặc biệt, chương trình ấm áp mùa Giáng sinh với những phần quà nhỏ gửi tới các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu, Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên một hình ảnh đẹp và nhân văn. Chính vì vậy, Công đoàn trường đã vinh dự nhận được lá cờ vững mạnh xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động đoàn hội trong năm vừa qua đã có nhiều điểm đổi mới với nhiều chương trình thiết thực mang nhiều ý nghĩa, đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của sinh viên như hội chạy truyền thống 26 tháng 3, cuộc thi thủ lĩnh thanh niên, tiếng hát sinh viên UFM I Can Sing, đặc biệt là chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh với các công trình lớn được thực hiện tại An Giang, Cần Giờ đã tạo nên một chuyến hành trình đẹp giúp các bạn sinh viên có những trải nghiệm đầy thú vị. Việc đưa vào sử dụng cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn quận 7 là cả một quá trình nỗ lực không ngừng của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường trong thời điểm kinh tế khó khăn, nhiều biến động trong cơ chế hoạt động và đội ngũ nhân sự lãnh đạo. Đây là một trong những bước chuyển mình lớn của nhà trường khi có cơ sở đào tạo riêng, khang trang, hiện đại và là bước đệm để Trường Đại học Tài chính Marketing tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển của nhà trường. Vừa rồi là top 10 sự kiện nổi bật đã diễn ra tại Trường Đại học Tài chính Marketing trong năm 2015, một năm với nhiều biến động cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ giảng viên, sinh viên nhà trường. Hy vọng bước qua năm mới 2016, một diện mạo mới, một màu sắc mới sẽ được thành hình và thương hiệu UFM sẽ ngày càng được khẳng định ở một tầm cao mới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị bước qua năm mới 2016 an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo. Nơi nơi muôn hoa quen tình, gió xuân tràn.